KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show giới thiệu đến vị trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Trong khi xem chương trình này, nếu quý vị ưa thích món nữ trang nào, xin đừng chần chờ, gọi ngay cho chúng tôi số điện thoại là 714-305-8089. Và sau đó vị có thể đến trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát để mà pick up món nữ trang mà vị muốn order. Món số 19 là món cũng được on sale đặc biệt nhân dịp năm mới này. Đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 52 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 105 nước K Carry Color. Giá on sale là 4.600 đô. Dạ quý vị, đây là món số 19, là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 52 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là một carat 05 nước khi color, là trắng lắm, nước khi của GIA nó rất trắng quý vị. IF thì quá tuyệt vời rồi, cộng với ba cái excellent, cộng với 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 5.600 đô. On sale tuần này chỉ có 4.600 đô. Cái xoàn 1 carat 05 K-Color mà được IF on sale tuần này chỉ có 3.950 đô. Còn cái nhẫn xoàn là 650, hai cái cộng lại chỉ có là 4.600 đô thôi quý vị. Và món số 20 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng 60 viên xoàn nhỏ, còn một viên xoàn 2K61 nước K Carry Color IF Three Excellent, giá on sale là 20.450 đô. Dạ quý vị, đây là món số 20, là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 60 viên xoàn nhỏ, trong đó có một cái viên xoàn chính giữa là 2K61, là chính nút đó quý vị. K-Color thì quả trắng, K-Color nước GIA thì rất trắng quý vị, không có vàng. IF nữa thì quá tuyệt vời, anh của VVS1 đó quý vị, cộng với ba cái excellent, có cả 8 trái tim, 8 mũi tên. Đường kính của viên này là 8 ly 89. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 24.500 đô. On sale tuần này chỉ có 20.450 đô. Cái xoàn 2K61 mà nước khi gọi là IF chỉ có 18.700 đô quý vị. Nhẫn xoàn là 1.750, hai cái cộng lại là 20.450 đô. Và món số 21 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, cộng với 60 viên xoàn nhỏ, một viên xoàn 2K01 nước J. John Color VVS1 3 Excellent, giá on sale là 15.600 đô. Dạ quý vị, đây là món số 21, là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 60 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 2K01 được 8 ly 09, nước J. Color là J. John đó quý vị, VVS1 cộng với ba cái excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 19.000 đô rồi quý vị. On sale tuần này chỉ có 15.600. Cái xoàn 2K01 mà nước J Color VVS1 chỉ có là 13.800 đô. Cái vỏ xoàn là 1.800, hai cái cộng lại là 15.600 đô. Và món số 22 đó là một chiếc vòng xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có 120 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 3 ly 6, giá on sale là 4.200 đô. Dạ quý vị, đây là một cái chiếc vòng đó quý vị, xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 120 viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn, mỗi viên là 3 ly 6. VVS1 là 2V đó quý vị, lấy kiến lúc mà không hề
tìm ra được mộ bọt và than, nó rất là trong đó quý vị. Nước y color cộng với ba cái excellent, 3 ly 6 mà cộng thêm hai cái viên xoàn 4 ly cũng là VVS1 mà nước y. Trong đó cộng thêm một cái viên xoàn chính giữa là 4 ly rưỡi nước Jigger VVS1 cộng với ba cái excellent fluorescent là none. Ha, đây là một cái vòng là trong đó có tất cả là 5 cái viên hột xoàn quý vị. Hai bên ngoài á là 3 ly 6, hai bên kế tiếp nữa là 4 ly đều là nước y VVS1 mà không có giấy của GIA giám định tại vì hột nó quá nhỏ. Mà chính giữa có cái hột là 4 ly rưỡi nước chi gà, là chi gà đó VVS1 là 2 vi. Viên này thì có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA nha quý vị. Sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than luôn. Giá thị trường là 5.200, on sale tuần này chỉ có 4.200 đô, quá tuyệt vời. Món số 23, đó là một chiếc vòng xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 100 viên xoàn nhỏ cộng 9 viên xoàn 3 ly 6 VBS1. Giá on sale là 4.350 đô. Dạ quý vị, đây một chiếc vòng nữa quý vị. Kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 100 viên xoàn nhỏ cộng với 9 cái viên xoàn, mỗi viên là 3 ly 6. VVS1 là 2 vi sạch đẹp đó quý vị, nước e-color, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 5.250 đô, on sale tuần này chỉ có 4.350 đô, quá tuyệt vời. Món số 24, đó là một dây lắc xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 350 viên xoàn nhỏ cộng 10 viên xoàn 3 ly 4 VVS2 nước e-color, giá sẽ là 3.500 đô. Dạ quý vị, đây là món số 24, là một cái dây lắc xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 350 viên xoàn nhỏ cộng với 10 cái viên xoàn, mỗi viên là 3 ly 4 VVS2, even nó là VVS2, nó rất trong quý vị ơi. Nước e-color sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 4.500 đô, on sale tuần này chỉ có 3.500 đô thôi quý vị, quá tuyệt vời. Món số 25, đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 72 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 5 ly 6 nước e-color VVS1 3 excellent, giá on sale là 6.580 đô. Dạ quý vị, đây là một cái đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 72 viên xoàn nhỏ cộng với 2 cái viên xoàn, mỗi viên là 5 ly 6 nước e-color VVS1 là 2 vi đó quý vị, sạch đẹp cộng với 3 cái excellent. Cái fluorescent của viên này là none, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 8.000 đô rồi quý vị. On sale tuần này chỉ có 6.580 đô. Cái xoàn 5 ly 6 mà nước e-color VVS1 là 2 vi đó quý vị. Chỉ có là 5.900 đô. Tức là mỗi viên là 2.950 đô một viên. Nhân 2 là 5.900. Còn cái bông tai là 680, hai cái cộng lại là 6.580 đô đó quý vị. Món số 26, đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 102 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 1 carat 46, giá on sale là 17.800 đô. Dạ quý vị, đây là món số 26 hấp dẫn, chiếc nhẫn quá tuyệt vời. Là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 102 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 46. Thay vì quý vị mua 1 carat 50, nếu mà 1 carat 50 thì nó quá mắc, thay nó không có, nó nhẹ một chút, tức là smart buyer. Cái viên này 1 carat 46 mà cái đường kính của viên này là được 7 ly 36, tức là cái đường kính của 1 carat 50. Nước ép khó là mà được VVS1 là 2 vi đó quý vị, tuyệt vời. Cộng với 3 cái excellent, cái fluorescent bắt buộc nó phải nên. Đã đi vào nước ép rồi, chất lượng cao quá thì mình phải mua cho nó hoàn chỉnh lại, coi như hoàn hảo luôn là nên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than,
có cả 8 trái tim và 8 mũi tên, quá tuyệt vời. Giá thị trường là 22.000 đô, on sale tuần này chỉ có 17.800 đô. Cái xoàn 1 carat 46 mà nước ép mà VVS1 chỉ có 16.000 đô mà thôi. Nó khác biệt có một chút xíu mà quý vị mua rẻ được 4.000 đô. Nếu đi vào 1 carat 50 nước ép VVS1 nó như là cái viên này, quý vị phải trả là 20.000 đó quý vị. Đây chỉ có là 16.000 đô. Còn cái nhẫn xoàn là 1.800, hai cái cộng lại là 17.800 đô đó quý vị. Và món số 27 đó là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, có 5 viên xoàn, mỗi viên xoàn là 4 ly, VVS1 nước e-color, sạch đẹp, không bọt, không than. Giá on sale là 2.200 đô. Dạ quý vị, đây là một cái chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, có 5 cái viên xoàn, mỗi viên là 4 ly. VVS1 là 2 viên đó quý vị, nước e-color sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 2.850 đô, on sale tuần này chỉ có 2.200 đô thôi quý vị. Và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trả lời ngay.